có thể bạn chưa biết, thận yếu chính là một trong những tác nhân chính khiến không ít cánh mày râu phải đối mặt với tình trạng yếu sinh lý, bất lực ngay trên chính chiến trường giường chiếu của mình. Đối với tình trạng suy giảm sinh lý do thận yếu thì không có cách điều trị nào hiệu quả bằng việc bổ thận, tăng cường, phục hồi chức năng thận, hỗ trợ thận hoạt động hiệu quả hơn. Bổ thận, tăng cường chức năng thận không chỉ giúp anh em nhanh chóng lấy lại phong độ, bản lĩnh phái mạnh mà còn góp phần ngăn ngừa và cải thiện những tình trạng sức khỏe do thận yếu gây ra như đau lưng, đi tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ. Bổ thận Rizin Nhật Bản, viên uống hỗ trợ sức khỏe đang được không ít cánh mày râu tin dùng với những tác dụng tích cực trong tăng cường chức năng thận, hỗ trợ cải thiện nhanh chóng các vấn đề sinh lý mà cánh mày râu đang gặp phải, giúp cánh mày râu nhanh chóng lấy lại phong độ, bản lĩnh phái mạnh của mình. Vậy bổ thận Rizin Nhật Bản là gì? Có tác dụng gì? Có tốt không? Liệu có thể mang đến hiệu quả như lời giới thiệu không? Cùng theo dõi ngay video này để có lời giải đáp chính xác nhất bạn nhé. Viên uống bổ thận Rizin Nhật Bản là gì? Viên uống bổ thận Rizin Nhật Bản là viên uống hỗ trợ bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như protein, các nhóm axit amin, thông qua chiết xuất của các thảo dược thiên nhiên có trong sản phẩm, giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực, xua tan cảm giác mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tăng cường chức năng thận, nâng cao khả năng sinh lý nam giới, cải thiện nhanh các vấn đề sinh lý là nam giới đang gặp phải. Các thành phần thảo dược thiên nhiên sau khi được tuyển chọn một cách kỹ càng, sơ chế kỹ lưỡng sẽ trải qua quá trình điều chế tiên tiến, hiện đại để tạo ra viên uống Rizin Nhật Bản chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, cho hiệu quả nhanh chóng và tối ưu hơn hẳn so với các bài thuốc nam, thuốc đông y sử dụng thảo dược thiên nhiên theo phương pháp đun nấu thông thường. Cũng nhờ sử dụng các thành phần hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, nói không với các chất hóa học, chất kích thích, được kiểm định chặt chẽ từ khâu chuẩn bị nguyên liệu cho đến sản xuất, đóng gói và đưa sản phẩm ra thị trường nên viên uống bổ thận Rizin Nhật Bản cũng được đánh giá cao với khả năng đảm bảo an toàn cho sức khỏe cho người sử dụng. Bảng thành phần của viên uống bổ thận Rizin Nhật Bản gồm có những gì? Nhân sâm cao ly, nhục thung nhung nhân sâm sa mạc Viagra, sâm tây bá lợi Á, chiết xuất Rhodiola Rosi, sâm cao, chiết xuất lá bạch quả. Viên uống bổ thận Rizin Nhật Bản có tác dụng gì? Với một bảng thành phần gồm toàn các thảo dược thiên nhiên tốt cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh lý nam giới, viên uống bổ thận Rizin Nhật Bản được đánh giá có khả năng mang đến những tác dụng tích cực trong thúc đẩy tuần hoàn máu trong cơ thể, đặc biệt là quá trình tuần hoàn, lưu thông máu đến cơ quan sinh dục, từ đó giúp tăng cường, củng cố khả năng cương cứng của cậu nhỏ lâu và bền hơn, bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực, nâng cao sức đề kháng cho nam giới, làm giảm cảm giác mệt mỏi sau mỗi cuộc yêu, cho nam giới một cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai hơn, gia tăng hưng phấn, kéo dài thời gian quan hệ, nâng cao chất lượng cuộc yêu, cho cuộc yêu thêm phần thăng hoa hơn, tăng khả năng cương cứng của dương vật lên tối đa, ngăn ngừa tình trạng xuất tinh sớm, xuất tinh không tự chủ, thúc đẩy quá trình sản sinh hormone sinh dục nam testosterone, góp phần cải thiện các vấn đề sinh lý là nam giới đang gặp phải, yếu sinh lý, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, tăng cường chức năng gan và thận, thúc đẩy quá trình giải độc cơ thể, ngăn ngừa các nguy cơ gây hại với sức khỏe nam giới do thận yếu, tăng số lượng và chất lượng tinh trùng, hỗ trợ tốt cho nam giới đang điều trị vô sinh, hiếm muộn do tinh trùng yếu. Đối tượng nên và không nên sử dụng viên uống bổ thận Rizin Nhật Bản. Đối tượng nên sử dụng viên uống bổ thận Rizin Nhật Bản với những tác dụng tích cực cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe nam giới. Viên uống bổ thận Rizin Nhật Bản được đánh giá có hiệu quả cao với các trường hợp nam giới trong độ tuổi trưởng thành từ 18 tuổi trở lên muốn tăng cường sinh lý, cải thiện đời sống chăn gối vợ chồng, cải thiện các vấn đề sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ, người lao lực quá sức cần bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực, người thường xuyên bị đau lưng, mỏi gối, người bị thận yếu muốn tăng cường chức năng thận, vận động viên, người thường xuyên luyện tập dục thể thao cần bổ sung năng lượng, nâng cao sức khỏe, giảm mệt mỏi trong và sau luyện tập. Đối tượng không nên sử dụng viên uống bổ thận Rizin Nhật Bản là sản phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng viên uống bổ thận Rizin Nhật Bản. Nếu bạn thuộc một trong những trường hợp dưới đây thì tốt nhất không nên sử dụng viên uống bổ thận Rizin Nhật Bản để tránh những tác động không mong muốn có thể xảy ra. Nam giới dưới 18 tuổi, người có tiền sử mẫn cảm với bất cứ thành phần nào có trong sản phẩm, trường hợp người đang sử dụng các sản phẩm thuốc điều trị hay đang trong quá trình điều trị bệnh lý cần tham khảo tư vấn của bác sĩ chuyên khoa để có lời khuyên sử dụng phù hợp tránh những tác động không mong muốn có thể xảy ra. Cách sử dụng viên uống bổ thận Rizin Nhật Bản cho hiệu quả tối ưu, để tận dụng tối đa những tác dụng mà bổ thận Rizin Nhật Bản mang đến, các bạn chú ý sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn như sau: uống đều đặn mỗi ngày 2-4 viên, sử dụng sản phẩm đúng hướng dẫn, không tự ý tăng liều dùng khi chưa có chỉ dẫn của chuyên gia y tế, đậy kín nắp sản phẩm sau khi sử dụng, bảo quản nơi khô thoáng, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, để xa tầm tay trẻ em. Đánh giá viên uống bổ thận Rizin Nhật Bản có tốt không? Sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được Cục An toàn Thực phẩm cấp giấy xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm, sử dụng nguồn nguyên liệu được tuyển chọn kỹ càng,
ứng dụng công nghệ chiết xuất tiên tiến hàng đầu Nhật Bản giúp lưu giữ trọn vẹn những dưỡng chất có lợi, đồng thời loại bỏ hoàn toàn những tạp chất, thành phần không có lợi, cho hiệu quả nhanh chóng và tối ưu hơn. Bảng thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, nói không với các thành phần hóa chất hay thành phần kích thích, đảm bảo an toàn, không gây tác dụng phụ hay tình trạng phụ thuộc dù sử dụng trong thời gian dài, vừa góp phần tăng cường sức khỏe tổng thể cho nam giới, mang đến một cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh hơn cho phái mạnh, vừa giúp nâng cao sức khỏe sinh dục, tăng cường sinh lực, khả năng sinh lý phái mạnh, giúp nam giới nhanh chóng lấy lại phong độ bản lĩnh phái mạnh của mình. Hiệu quả tăng cường sức khỏe vẫn được duy trì ngay cả khi bạn ngừng sử dụng sản phẩm. Bào chế dạng viên uống tiện dụng, cho hiệu quả hấp thu nhanh chóng và tối ưu hơn so với các bài thuốc nam hay đông y truyền thống. Sản phẩm được đánh giá cao bởi các chuyên gia, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người sử dụng. Viên uống bổ thận Rizin Nhật Bản giá bao nhiêu? Mua ở đâu chính hãng? Hiện sản phẩm đang có giá bán rất tốt và hợp túi tiền với rất nhiều người. Để đặt hàng, bạn hãy truy cập trang web chính thức của nhà sản xuất ngay bên dưới của phần mô tả của video này. Nếu muốn tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm, bạn hãy để lại số điện thoại tại trang web để được tư vấn cụ thể nhé.